Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì một chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Polestar. Tham gia dự án, mọi người có cơ hội nhận được 20 token Polestar nhé. Và giá trị của token này hiện nay là 14 đô rồi nhé. Ok, vào đây bấm Start nhiệm vụ đầu tiên này. Sau đó bấm con tin, nhập mã captcha đây cho mình nhé. Rồi, bây giờ các bạn join vào kênh group Telegram. Bấm join. Chat cho mình từ đây luôn. Sau đó quay trở lại, join vào kênh chân new dự án. Bấm tham gia kênh. Ok. Tiếp đến quay trở lại Telegram, các bạn follow kênh Twitter, bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Sau đó kéo xuống bài đăng, các bạn có thể like và retweet lại bài đăng. Rồi sau đó quay trở lại Telegram tiếp tục join vào kênh CL của kênh Twitter. Ok, mình đã follow rồi nhé. Quay trở lại Telegram, bây giờ bấm check cho mình, bấm don. Ở đây các bạn nhập username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình. Bấm đôn này. Retweet hashtag. À, mọi người copy lại hashtag này cho mình. Rồi và retweet đây, mở cái kênh CEO này lên xem có bài đăng nào không. Đây bài đăng trên này đi mọi người, like này, retweet này và gắn cái hashtag này vào cho mình. Ok, bấm tweet lại. Rồi đồng thời quay trở lại Telegram tiếp tục bấm vào kênh Twitter của dự án này nhé. Mọi người cũng like và retweet và gắn hashtag này cho mình. Đây các bạn có comment cho mình đi. Đấy, comment hashtag vào đây, sau trả lời. Rồi quay trở lại Telegram. Các bạn sẽ gửi username kênh Twitter của mình vào đây cho mình. Ok. Rồi. Follow, like và retweet là cái liên kết trên Twitter. Các bạn tìm đến bài đăng của dự án. Các bạn tìm xem bài đăng của dự án đâu nhé. Có vẻ bài đăng dự án hơi xa. Ở đây bài đăng dự án này, bấm like đi, retweet lại bài đăng. Rồi quay trở lại Telegram. Bấm vào đôn. Tiếp đến địa chỉ ví, ở đây các bạn sẽ dùng địa chỉ ví mạng lưới BSC ở trên ví Trustwallet hoặc ví MetaMask nhé. Ở đây mình đã copy sẵn địa chỉ ví rồi, thì mình sẽ gửi địa chỉ ví vào luôn. Ok. Đấy, như vậy là xong. Và đây mọi người sẽ có một cái nút refresh, tức là mọi người cập nhật số dư thôi. Đồng thời mọi người có một cái link red để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân. Hiện tại cái này là một cái random mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và mọi người.